Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Để tránh hiện tượng bị lừa đảo, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing, thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé, 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331, và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang. Đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy, bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác không giao dịch. Đấy, không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dùng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá, và giao dịch bằng hai số tài khoản. Đấy, một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng Agribank. Đấy, bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu. Đấy, để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh, vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá. Các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên các em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay Trường Phí Sinh lên sóng cho các bác các bộ cần câu lục, câu biển. Đấy. Tầm trung các bác nhé, tầm trung. Tầm trung dao động từ 3.050.000 cho đến 6.100.000. Đấy. Nói chung là vừa túi tiền với lại các bác. Đấy. Mà hàng chính hãng 100% luôn. Cần chính hãng, máy chính hãng, đều là hàng mới full hộp hết các bác nha. Bác nào có nhu cầu alo em, số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé, hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng bộ các bác nha. Ở đây thì em sẽ ghép bộ cho bác là cần Daiwa VV Sup 33425 độ cứng BX, và cần Pride Sup chữ đen 33425 cũng của Daiwa. Đấy. Ghép bộ với các mẫu máy cối nông này, cối sâu của Daiwa đều là hàng mới full hộp, size từ 6.000 cho đến 10.000 các bác, size từ 6.000 cho đến 10.000. Bác nào có nhu cầu thì alo nhé. Về cần em chỉ nói một lần thôi nhé. Đấy, vì mẫu cần giống nhau. Đây. Đấy, ghép bộ ở đây là cần Daiwa VV Sup T33425 độ cứng BX nhé. Thông số kỹ thuật đây các bác biết rồi. 4m25. Thu lại 117 cm, 4 lóng, trọng lượng là 480 g, được cái ngọn là 2,6 mm, đứng gốc là 24,7 mm, hàm lượng carbon 93%, 7% thành phần khác. Mẫu này thì cần màu xanh ngọc các bác nhé, cần màu xanh ngọc, hàng chính hãng 100% nhé, mới phun, mới nguyên hộp. Nó nằm ở phân khúc nào dưới Daiwa Xtra và trên Daiwa Pride Sup chữ đỏ và chữ đen. Đấy. Đấy. Sup 33425 Marine Chile. Đấy, sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Trung Quốc nhé. Đây. Tem vàng và tem phân phối nhập khẩu đây, chính hãng. Con này thì pad Fuji. Đấy. Pad áp dụng cái pad đời mới nhất của Fuji, hàng tầm trung. Đấy, bộ khoen của nó cũng là khoen Fuji, hàng chính hãng luôn. Cái này thì em giới thiệu nhiều rồi, video này em không giới thiệu kỹ nữa. Chủ yếu em giới thiệu các bộ cần cho các bác nhé. Các bác lấy nguyên cần không được nhé. Cần bây giờ hiện tại hãng đang trợ giá là còn 3,2 triệu nhé. 3,2 triệu. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Với phân khúc tầm 3,2 triệu thì nó là vô địch trong tầm giá rồi. Tập chết cả các con cần cạnh tranh với nó. Ví dụ như là Sup Chelsea của Shimano này. Pride Sup chữ đen, Pride Sup chữ đỏ này. Đấy. Nó ăn đứt luôn.
và giá nó chênh lệch so với các mẫu còn lại không đáng kể, so với lại Price Sub chữ đỏ với lại Sub JC nó hơn có mấy trăm thôi. Đấy, Sub JC bây giờ đang bán thì là 3,1 triệu, là 3,1 triệu, thì con này 3,2 triệu hơn nhau có trăm bạc, 100-200. Còn nếu mà so con chữ đỏ bây giờ anh em đang bán 2,9-3 triệu thì nó hơn có 200-300, thì chả tội gì chơi con chữ đỏ cả, anh em chơi con này nhé. Đấy. Bộ đầu tiên này gồm một cần một máy. Đấy, gồm một cần một máy. Nếu các bạn lấy riêng cần là 3,2 triệu, lấy riêng máy là 2,9 triệu nhá. Cả bộ là 6,1 triệu. Bộ đầu tiên, bộ số 1 là 6,100,000. Đây, chúng ta sẽ vào thông số bộ đầu tiên. Cần Daiwa VSUP với máy Prem NT6000DH của Daiwa, bản mới nhất 2021 nhá. Bản 2021 nha các bạn nhá, bản mới nhất. Đấy, chứ không phải bản cũ nữa nhá. Bản cũ hiện tại giờ nó đang bán ra là 2,4 triệu đến 2,6 triệu rồi đấy các bạn nhá. Đây là bản cũ. Đây là bản đời mới nhất của nó. Đấy. Giá niêm yết của hãng là 2,900,000, 2,900,000 đây. Con này thì cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam anh nhé. Đây, máy Việt Nam này. Đấy. Về thông số kỹ thuật đây. Con này áp dụng các công nghệ như là Marceller này, ATD này, Zion V này. À, Zion V này, cái này trước hay thấy ở trên dòng 3SAI với 3CA này. Longcat, Longcat ABS, ABS này. Tuốc Digger này. Tỷ lệ chuyển động là 5,7:1, tốc độ rất là nhanh. Đó, con máy nó chỉ 6.000 thôi nhé, 6.000 này này, form 6.000. Đấy, với tốc độ dây này là quá ok rồi. Trọng lượng có 325g, rất nhẹ. Tải mắc 12 cân, đấy, rất là khỏe. Thu dây là 101cm và 5 bạc đạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Còn vào dây đây, vào được rất nhiều, dù 2.5 vào tận 300m này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. À, dù 3 vào được 300m, dù 2.5 vào 420m, dù 4 vào 220m. Đấy, thoải mái các bác vào dù nhá. Vào cước này, 0,37 vào 250m, 0,7 là 5 chấm ấy. 5 chấm vào được 250m cước mà. Các bác thoải mái chơi đi. Đây, máy đây. Máy thì đẹp, không phải nghĩ, 2,9 triệu. Đấy. Con này duy nhất mà nó cho cái tay quay này, à, cái chỗ vần tay lắm này là kim loại nữa, thì con này là quá đỉnh luôn. Tuy nhiên là nó chỉ là mút cứng, mút cao cấp cứng, nhưng mà thế này cũng là quá đẹp rồi. Các bạn nhìn này, con máy không thể nào chê được. Thiết kế từng đường nét một. Đấy. Đẹp long lanh. Vẫn để chế độ khóa 2 chiều bình thường con này, không loại bỏ này. Máy rất là thanh thoát. Đấy, máy in Việt Nam. Đó đây chưa? Đây là bộ thứ nhất đấy. Bộ thứ hai này, bộ thứ hai vẫn là cần Daiwa VGSUP nhé. Này, vẫn là cần Daiwa VGSUP này. Với này máy, máy thì bộ thứ hai đi với con máy Crocat SUP 35 SCW 5000CQD nhé. Mẫu này đang có giá 2 triệu. Đấy, mẫu mới nhất cũng 2021 này. Đấy, bản mới nhất này. Tỷ lệ chuyển động là 4,9:1. Trọng lượng là 625g, tải mắc 15kg, tốc độ dây 103cm, 3 bạc đạn. Cước 0,35 vào 300m các bạn nha. Áp dụng các công nghệ đây. Đấy. Và có xả nhanh QD, QD là dòng xả nhanh nhé. Và đặc biệt con này các bác có thể tích hợp lên hai cối được. Đấy. Chủ đạo là của nó là màu bạc với màu bạc kim loại, màu trắng kim loại đây. QD xả nhanh. Đấy. Mẫu này thì cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam các nhé. Đây. Đây, máy Việt Nam này, các bạn nhìn thấy. Và nó sản xuất bán ra tất cả thị trường quốc tế này, cho nên đây có 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 thị trường từ châu Á cho đến châu Âu nhé các bạn nhé. Con này đặc biệt thì các bác có thể tích hợp lên hai cối được. Đấy, các bác có thể lắp cối con 5000CQD bản 2019-2020 màu đen. Có thể tích hợp cối vào đây và các bác lên hai cối được các bác nhá. Một cái cối rời đấy bên em đang bán là 500.000 nhé. Đấy. Còn các bác lấy cần không là 3,2 triệu, còn máy không là 2 triệu. Còn lấy cả bộ
có giá là 5 triệu 2 nhé, 5 triệu 2, bộ thứ hai này có giá là 5 triệu 2 nhé. Sang bộ thứ ba này. Đấy, bộ thứ ba thì là cần Daiwa VG Sup này. Vì đi với máy phân tôm LT5000. Bộ này có giá là 4 triệu 800 ngàn nhé, 4 triệu 800 ngàn. Đấy, anh em lấy cần không là 3 triệu 2, máy không là 1 triệu 6 nhé. Đây. Đây là con Phantom Sup 5000. Giá bộ thứ ba này là 4 triệu 8 nhé. Tỷ lệ chuyển động là 4.6:1. Trọng lượng 550g, tải max 9kg, tốc độ dây là 94cm, 3 bậc đã. Và con này được sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Trung Quốc nhá. Đây máy CL đây, tem phân phối nhập khẩu chính hãng đây. Đây, nó kết hợp giữa màu tím và màu xanh, nó gần như là phản quang ấy, đổi màu ấy, giống như con cần ấy, giống như con cần Phantom. Đấy. Tay quay này các bạn này. Đấy, tay quay rất là to. Cầm rất là êm tay. Đấy, êm tay. Máy chạy khá là êm mượt. Trọng lượng thì tương đối không quá nặng các bạn nhá, không quá nặng. Form thì thu lại không quá to. Đấy. 5000 thì tương đương khoảng độ size 8000. Đấy, 8000. Đấy là bộ thứ ba nhé, bộ thứ ba nhé. Bộ thứ ba anh em lấy có giá là 4 triệu 8 nhá. Sang bộ thứ tư này. Đây là bộ thứ tư này, bộ thứ tư các bạn nhìn này, bộ thứ tư nhá. Bộ thứ tư vẫn là cần Daiwa VG Sup nhá. Với lại máy. Máy thì đây là máy xuất cát 6000. Bộ này có giá là 4 triệu 6 nhá, 4 triệu 6 anh em nhá. Đi với máy xuất cát 6000. Đây. Máy xuất cát 6000. Tương đương với size 10 12 ngàn. Đấy. Đây máy xuất cát 6000B. Đó nha. Đấy. Máy không thì có giá là 1 triệu 4, cần là 3 triệu 2, tổng của nó là 4 triệu 6 các bác nhá. Tỷ lệ chuyển động là 4.9:1, trọng lượng là 655g. Tải max 15kg, tốc độ dây là 106m. 106cm, một bậc đạn. Các bác nhìn nha. Đây là thông số tải dây của nó, dây 0.45 vào 320m. Đấy, đây là cước nhé. Về máy thì nó kết hợp giữa màu đen, màu xám và màu vàng các bạn nha. Đấy. Tay quay cũng rất là to khỏe. Đấy. Tay quay rất là to khỏe. Đấy, máy rất là chắc chắn. Đấy. Các bác lấy cả bộ thì bộ thứ tư này có giá là 4.600.000. Vậy chúng ta xong một bộ, hai bộ này. Một bộ này, hai bộ này, ba bộ, bốn bộ và bây giờ sang bộ thứ năm nhé. Bộ thứ năm cũng dành cho bác nào thích nhỏ nhẹ. Bộ thứ năm thì vẫn là cần Daiwa VG Sup này, giá 3 triệu 2 này. Cộng với máy, máy Revolt NTH6000, NT6000H các nhá. Cả bộ này có giá là 4.450.000. Đấy, 4.450.000 nhé. Đấy, 4.450.000. Bạn nào có nhu cầu alo. Thì thông số đây, máy là 5.7:1, trọng lượng là 370g, tải max 12kg, tốc độ thu dây là 101cm, 4 bậc đạn. Và đây, và thông số cước dù vào cho anh em thoải mái, 0.37 và 170, 5 chấm vào 170m cước nhé. Dù 2 vào 350m, dù 3 vào 210m, thoải mái luôn. Đây con máy đây. Máy form rất là thu, rất là gọn. 6000. Nhưng mà cảm giác nó chỉ nhìn hơn máy 5000 một chút. Kết hợp chủ đạo của nó là màu vàng, màu xám và màu đen. Các bác thích bộ này thì alo cho em nhé. Bác nào mà thích nhẹ nhàng thì lấy bộ này. Đấy, cả bộ có 4.450.000 đấy nhé. Đều là giá tầm trung. Sang bộ... đấy là bộ thứ 5 này nhá. 1, 2, 3, 4, 5 nhá. Đấy, sang bộ thứ 6 này. Bộ thứ 6 giá là 3 triệu 9. 3 triệu 9 thì cần vẫn là Daiwa VG Sup này. Đấy, và máy thì máy đi với máy Switchfire 5002B. Của nhà 5002B. Máy này có giá 700 nhá. Máy 700 cần 3 triệu 2, tổng là 3 triệu 9 cả bộ này. Đây máy đây. Máy thì áp dụng các công nghệ Twin Booster này, Digital ABS này, Neverwin này, Dark Cloud WinClick này. Tỷ lệ chuyển động là 4.6:1, trọng lượng là 630g, tải max là 8kg, tốc độ dây là 99m, 2 bậc đạn. Đây,
cước 0,45 vào tận 220m, 0,40 vào 280m và 0,35 vào 370m. Đây con máy đây. Máy bình dân thôi. Máy bình dân nhưng rất là khỏe, to, tương đương với size 9-10 ngàn. Đấy, tương đương size 9-10 ngàn. Nói chung từ 8-10 ngàn trong khoảng đấy các bác nhé. Đấy, cả bộ 3,9 triệu. Cần và máy. Cần Daiwa Super và máy Switchfire 5002B. Và bên này là bộ cần rẻ nhất. Đó là cần. Cần là cần Price Super chữ đen. Đấy, cần Price Super chữ đen. Cộng với máy cũng máy là Switchfire 5002B nhé. Giống hệt con máy bên kia. Giá cả bộ là 3.050.000. 3.050.000. Cần không là giá là 2.350.000 nhé. Đây thông số kỹ thuật đây. Đấy, các bác xem nhé, thông số kỹ thuật đây. Cần thì màu trắng bạc, sản xuất tại nhà máy Daiwa Trung Quốc. Đấy, nhá. Nhà máy Daiwa đặt ở Trung Quốc. Còn mới nguyên hộp tất cả các thứ là phụ kiện trong này. Có một cái cần mới nguyên hộp gồm vỏ bao này, một giấy hướng dẫn này. Đấy. Và cần chưa hạ pad, vẫn nguyên si, mới cứng. Đóng hộp. Và đi với con máy Switchfire 5002B giá 700.000, cả bộ là 3.050.000. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu bộ nào thì alo cho em nhé. Đấy, tổng ở đây là có 7 bộ. 7 bộ thì bộ đầu tiên có giá là 6.100.000. Đấy, bộ thứ hai có giá là 5.200.000. Bộ thứ ba có giá là 4.800.000. Bộ thứ tư có giá là 4.600.000. Bộ thứ năm. Bộ thứ năm có giá là 4.450.000. Bộ thứ 6 có giá là 3.900.000. Bộ thứ 7 có giá là 3.050.000. Đấy, bác nào cần bộ nào thì alo cho em nhá. Đấy, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhá, hoặc em để một số trên tiêu đề video. Cảm ơn các bác theo dõi video nhá.